Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Người Nhật từ chối rời bỏ thủ đô Tokyo. Nhiều gia đình tại thủ đô Tokyo cho hay, mặc dù họ nhận được sự trợ giúp tới 1 triệu yen, tức là vào khoảng 7.577 Mỹ Kim cho mỗi trẻ em dưới 18 tuổi và khoảng tiền là 3 triệu yen cho mỗi gia đình để chuyển đến sinh sống ở các vùng nông thôn. Nhưng họ không thể bỏ qua cơ hội giáo dục và việc làm tại thủ đô của nước Nhật này. Với những ưu đãi mới có hiệu lực từ tháng 4 năm nay, Tokyo hy vọng họ sẽ khuyến khích 10.000 gia đình rời khỏi thành phố này vào năm 2027. Có khoảng 1.300 đô thị trên toàn nước Nhật đã tham gia sáng kiến của thủ đô Tokyo và chuẩn bị chào đón những người mới đến từ thủ đô. Thế nhưng, chính sách này có thể không đủ sự thuyết phục với hầu hết các cư dân của Tokyo với họ thủ đô tokyo vẫn là nơi có nhiều nhất các cơ hội về giáo dục cũng như việc làm và có đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống những người đã từng sống ở thủ đô tokyo có thể mơ tưởng về cuộc sống tươi đẹp ở các vùng nông thôn thế nhưng phần lớn họ chỉ muốn đây là trạm dừng chân trong những kỳ nghỉ hè mà thôi Chính quyền của thủ đô Tokyo đã giới thiệu về chính sách này vào năm 2019 nhằm mục đích giảm mật độ dân số tại khu vực thủ đô, từ đó giảm bớt áp lực với các trường học, các bệnh viện và hạ tầng cơ sở xã hội khác, với mức trợ giúp ban đầu là 300.000 yên cho mỗi trẻ em. Tuy nhiên, chỉ có 71 gia đình hưởng ứng chính sách này mà thôi vào thời điểm đó, tức là năm 2021 với 1.184 người nộp đơn. Theo nhật báo China Morning Post, hiện nay có 9 triệu 200 000 người đang sinh sống tại 23 khu vực ở trung tâm thủ đô Tokyo, với mật độ dân số lên tới hơn 14.400 người trên một cây số vuông. Taliban phản ứng với tiết lộ mới của hoàng tử Harry. Hoàng tử Harry đã bị chính quyền Taliban chỉ trích sau tuyên bố về việc đã hạ 25 tay súng của lực lượng này trong thời gian làm phi công trực thăng quân đội tại Afghanistan. Những bình luận của hoàng tử Harry là một bức tranh thu nhỏ về tổn thương mà người Afghanistan đã phải trải qua dưới bàn tay của lực lượng chiếm đóng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao chính quyền Taliban, Abdul Kahabaukhi, đã chỉ trích các phát ngôn của hoàng tử Harry theo Reuters vào ngày 9 tây tháng Giêng. Được biết, trong cuốn tự truyện Spare sắp ra mắt vào ngày 10 tây tháng Giêng, hoàng tử Harry tiết lộ đã thực hiện tất cả 6 nhiệm vụ chiến đấu tại Afghanistan với tư cách phi công trực thăng al và hạ nhiều thành viên Taliban khi tham chiến tại quốc gia Trung Á trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2013. Theo cách nói của Harry là như loại các quân cờ khỏi bàn cờ. Anna Hakani, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan, phát biểu vào hôm năm Tây Tháng Giêng. Ông Harry, những người mà ông bắn hạ không phải quân cờ, họ là con người, có gia đình đang mong chờ. Aqab Afghan, một quan chức thuộc Bộ Khoáng sản và Dầu mỏ Afghanistan nói, bây giờ chúng ta sẽ xem các tổ chức tư pháp quốc tế phản ứng thế nào trước hành vi của Hoàng tử Harry tại Afghanistan. Bộ Quốc phòng Anh và đại diện của Hoàng tử Harry chưa trả lời các yêu cầu bình luận. Cái chết của nữ diễn viên Tunisha Sharma, là một ngôi sao đang lên trong ngành giải trí của Ấn Độ, đã gây ra sự chấn động trong giới truyền thông của quốc gia này và thổi bùng lên các cuộc tranh luận xoay quanh việc những người nổi tiếng phải đối mặt với nhiều áp lực khác nhau dẫn tới việc tự sát. Các trang tin tức chạy đua để cập nhật tin liên quan tới cuộc điều tra của cảnh sát Ấn Độ. Không những thế, cuộc sống cá nhân và các mối quan hệ của cô Sharma cũng bị đem ra soi mói. Thi thể của cô được phát hiện vào ngày 24 tây tháng 12 năm ngoái tại nhà vệ sinh ở trường quay của bộ phim Alibaba Dastan Ikabu mà cô tham gia đóng phim. Ông Chandakhan Jihad là cảnh sát của Ấn Độ cho biết rằng nữ diễn viên Sharma đã tự tử. Lực lượng chức năng tại quốc gia này đang điều tra về nguyên nhân khiến cho cô gái này chỉ mới 20 tuổi đi đến quyết định quyên sinh. Mặc dù được giới truyền thông tô vẽ với một cuộc sống đáng mơ ước, thế nhưng cô Sharma đã nhiều lần chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn về sự vật lộn của cô chống lại chứng trầm cảm và sự rối loạn lo âu. Cô cũng đã đôi lần nhắc tới những áp lực đến từ sự soi mói của mạng lưới xã hội Bên cạnh việc hai gia đình của Sharma và Khan là người bạn diễn cũng là người yêu cũ của cô liên tục lên tiếng cáo buộc nhau, vụ lùm xùm nói trên trở thành tâm điểm truyền thông cũng như một phần là bởi cô Sharma theo đạo Hindu, trong khi chàng hoàng tử Khan lại theo đạo hồi. Cảnh sát viên có tên là Chafab cho hay, cảnh sát đưa ra những bằng chứng cho thấy khía cạnh tôn giáo có liên quan tới sự việc này. Tuy nhiên, nhiều tín đồ Hindu cực hữu ám chỉ rằng vấn đề tôn giáo đã ảnh hưởng tới việc tự sát của cô Sharma. Xe hơi điện Trung Quốc có thể rẻ hơn 10.000 euro so với hãng xe châu Âu. Các hãng xe điện đến từ Trung Quốc đang không ngừng gia tăng thị phần tại châu Âu nhờ giá rẻ và chất lượng tốt. Theo Reuters, ông Patrick Kohler, giám đốc công ty cung cấp linh kiện xe hơi Forvia, cho biết các doanh nghiệp tại Trung Quốc có thể chế tạo một chiếc xe điện với giá thấp hơn 10.000 euro so với các thương hiệu đến từ châu Âu. Lợi thế vượt trội về giá này của các hãng xe điện Trung Quốc sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất châu Âu tại chính thị trường nội địa của họ. Giá bán trung bình của một chiếc xe điện ở châu Âu đã tăng từ 48.942 euro vào năm 2015 lên 55.821 euro ở thời điểm hiện tại. Xu hướng lên giá này cũng diễn ra tương tự tại Mỹ với mức tăng từ 53.038 euro lên 63.864 euro trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Jato Dynamics, giá bán xe điện tại Trung Quốc đã giảm từ 66.819 euro xuống chỉ còn 31.829 euro. Ông Kohler cho biết các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc có chi phí sản xuất thấp hơn vì khoản ngân sách dành cho nghiên cứu, phát triển, mức chi tiêu vốn và chi phí lao động của họ rẻ hơn so với các đối thủ ở châu Âu. Châu Âu tương đối cởi mở với việc nhập cảng xe điện từ Trung Quốc. Trái ngược với quan niệm hàng Trung Quốc có chất lượng thấp, các hãng xe điện nước này đã nhận được xếp hạng an toàn 5 sao từ các cơ quan quản lý châu Âu. Theo công ty tư vấn xe hơi Innovap, Trung Quốc chiếm khoảng 5,8% thị phần xe điện tại châu Âu. Con số này được dự đoán tăng mạnh trong những năm tới khi các thương hiệu Trung Quốc tung ra những mẫu xe giá rẻ hơn. Vẫn tin liên quan tới Á Châu, bộ tem năm mới của Trung Quốc bị chê vì vẽ chú thỏ nham hiểm. Ngày 8 tháng giêng vừa qua, tập đoàn bưu chính Trung Quốc, tức là China Post, đã phát hành bộ hai con tem vẽ linh vật thỏ mừng năm mới với giá là 2.4 nhân dân tệ. Rất đông người đã xếp hàng từ sáng sớm để được mua hai con tem này Tờ Nhân dân Nhật Báo cho biết rằng, bộ tem nói trên do họa sĩ Hoàng Vĩnh Ngọc vẽ, và đây là bộ tem thứ 8 của nghệ sĩ 80, 98 tuổi này về 12 con giáp. Hình ảnh của chú thỏ vốn được xem là linh vật dễ thương nhất trong số 12 con giáp của Trung Quốc, có bộ lông trắng muốt được họa sĩ Hoàng Vĩnh Ngọc thể hiện bằng màu xanh lam trên nền của con tem chú thọ cầm một cây bút ở tay phải và một lá thư ở tay trái ngụ ý chuyển những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới mọi người thế nhưng với đôi mắt màu đỏ và nụ cười mà cư dân trên các trang mạng xã hội mô tả là kỳ lạ chú thọ của họa sĩ hoàng vĩnh ngọc bị một số người cho là có khí chất nham hiểm dẫn đến nhiều tiếng nói phản đối trên các trang mạng xã hội tại trung quốc Phản ứng của cư dân trên mạng đã khiến cho giới truyền thông của chính phủ nhảy vào cuộc. Tờ Thời báo Hoàng Cầu thuộc Nhân dân Nhật Báo đã cho đăng một bài xã luận bảo vệ cho họa sĩ Hoàng Vĩnh Ngọc, cho rằng việc tác phẩm của một bậc thầy cũng không làm hài lòng tất cả là chuyện bình thường. Theo tờ báo này, ngoài các ý kiến phản đối, cũng có nhiều người ủng hộ hình ảnh phá cách và cho rằng chú thọ xanh lam trông cũng ngầu và đáng yêu. Từ đó, tờ Thời báo hoàng Cầu kêu gọi thể hiện sự khoan dung vì sự đa dạng về thẩm mỹ, mới chính là huyết mạch của nghệ thuật. Nhiều tập đoàn Trung Quốc cố giấu gốc gác để tránh bị soi nhãn Made in China hay China Base từng là niềm tự hào của nhiều doanh nghiệp với tham vọng quảng bá tên tuổi Trung Quốc ra thị trường toàn cầu, nhưng nay dễ khiến các cơ quan quản lý sở tại soi xét và dư luận nghi ngờ. Phụ trách khu vực của một công ty Trung Quốc ở Mỹ cho biết, mục tiêu của công ty hiện nay là tránh gây chú ý càng nhiều càng tốt, trong khi họ đang nỗ lực leo lái để tránh quy định hạn chế. Khảo sát do Phòng Thương mại Trung Quốc thực hiện tháng 7 năm 2022, đối với 111 công ty hoạt động tại Mỹ cho thấy, sự lạc quan giảm sút do gián đoạn thương mại kéo dài và môi trường chính sách ngày càng bất định. Và khi quan hệ giữa hai nước tiếp tục lao theo vòng xoáy. Những quan điểm thiếu tích cực về Trung Quốc đã làm mức cao kỷ lục ở Mỹ, khi có đến 82% người Mỹ bày tỏ quan điểm tiêu cực trong một cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện năm ngoái. Theo các chuyên gia, dư luận tiêu cực đó khiến một số tập đoàn Trung Quốc muốn tách khỏi Mỹ. Năm 2020, TikTok chuyển trụ sở sang Singapore. Gần đây, công ty thông báo với các nhà lập pháp Mỹ rằng họ đã độc lập với công ty mẹ ByteDance vì đang thuộc quyền điều hành của một công dân Singapore từ văn phòng chính đặt tại quốc đảo, trong khi đó nhiều công ty ít tên tuổi hơn cũng đang cố gắng áp dụng chiến lược xóa tất cả dấu vết liên quan đến tên Trung Quốc. Vững tư liên quan tới Á Châu các tài sản thuộc sở hữu của chính quyền trung ương ở thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ cho các công ty tư nhân thuê mướn sau khi thành phố này được di dời sang tỉnh Đông Kalimantan. Trưởng cơ quan bản quyền quy hoạch về điện địa, địa và không gian của Indonesia là ông Heru Hermawanto cho hay, chính quyền Jakarta sẽ sửa đổi quy định giám sát về chi tiết không gian, theo đó sẽ cấp giấy phép cho thuê các tòa nhà chính phủ cũ để làm văn phòng cho các các công ty tư nhân. Ông cho biết thêm, một khi thủ đô Jakarta không còn là quy chế thủ đô của quốc gia, thì tài sản dưới dạng các tòa nhà vẫn sẽ do chính quyền trung ương kiểm soát, thế nhưng được ủy nhiệm cho chính quyền tỉnh Jakarta. Theo kế hoạch di dời thủ đô, thì 2.000 công nhân viên chức của chính phủ dự kiến sẽ được chuyển tới thủ đô mới trong giai đoạn đầu, 5.700 người trong giai đoạn thứ nhì, 60.000 người trong giai đoạn thứ ba và 100.000 người trong giai đoạn cuối. Kế hoạch di chuyển này sẽ bắt đầu vào năm 2024 sau khi xem xét số lượng người cần phải chuyển đi và tiến độ phát triển hệ thống trợ giúp tại khu vực thủ đô mới như là quy hoạch về không gian văn phòng cũng như các ưu tiên trong các công việc của chính phủ. Nusantara sẽ đóng vai trò là trung tâm hành chánh của Indonesia, trong khi Jakarta là thủ đô hiện nay và là nơi sinh sống của hơn 10 triệu dân vẫn là trung tâm kinh tế và tài chánh của quốc gia này. Người dân Thái Lan cầu nguyện cho công chúa. Reuters đưa tin, trong thông báo ngày 9 tây tháng Giêng, Hoàng gia Thái Lan cho biết công chúa Bara Kitty Yabha Mahidon, con gái cả của quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, vẫn hôn mê sau hơn 3 tuần nhập viện do rối loạn nhịp tim nghiêm trọng sau khi nhiễm khuẩn Mycolapsma. Tình trạng tổng quát của công chúa là bà vẫn bất tỉnh, Hoàng gia cho biết. Các bác sĩ tiếp tục cung cấp thuốc và sử dụng thiết bị hỗ trợ chức năng tim, phổi, thận, cũng như sử dụng thuốc kháng sinh và theo dõi chặt chẽ tình hình của công chúa. Thái Lan những ngày qua đã có hàng loạt hoạt động và lễ cầu nguyện để mong công chúa Bara Tiki Japha sớm bình phục. Một số khu vực trên cả nước đã hủy lễ mừng năm mới và thay bằng những hoạt động cầu nguyện Công chúa Bajra Kiti bốn mươi 44 tuổi, hôm 14 tháng 12 bất ngờ ngã quỵ và bất tỉnh trong buổi huấn luyện quân khuyển ở một tỉnh phía đông bắc. Bà được đưa đến Bangkok bằng trực thăng để tiếp tục điều trị đặc biệt sau khi được điều trị ban đầu tại địa phương. Công chúa Baha Kiti Yabha, một trong ba người con của quốc vương Thái Lan Maha Vichiralongkorn, bà có tước hiệu chính thức và đủ điều kiện kế vị ngai vàng theo luật Hoàng gia và Hiến pháp Thái Lan. Và đó là những bản tin Á Châu chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin việt nam sau phần thông tin thương mại xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi